Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì Đạt hôm nay là tiếp tục lên sóng cho anh em một cái mặt hàng mà nhiều anh em chúng ta hay bị hư lắm nè. Thì anh em cũng biết rồi, khi mà đi xe thì anh em cũng đạp thắng rất là nhiều ha. Thì chính vì như vậy là một chiếc xe đó thì cái cần đạp thắng này nó sẽ bị mòn rất là nhiều. Anh em thông cảm nha, tại vì bên mình là đang đóng hàng nha anh em nha. Chứ đóng em không sao đâu. Nó đang đóng hàng nha, cho nên là hơi ổn chút xíu. Đó thì hàng cứ ngày nào cũng phải đi mấy chuyến cho anh em vậy đó. Thì đây, quay trở lại anh em ha, thì cần thắng rồi đi đêm hái nha anh em nha. Cần thắng đêm hái thì đạt bán giá là cực kỳ tốt cho anh em luôn, 230.000 một cây nha. Cần thắng đêm hái và cần thắng quay thái giá đồng giá 230 một cây. Thì đây, nó rất đẹp nha anh em nha. Để lấy cho anh em cây coi này. Đây, tem của nó này. Đây là tem của nó nha. Rồi, GN5 anh em ha, GN5 900. Cái này thì anh em gắn cho đêm hái hay super đều được nha. Và đặc biệt thì nó cái màu nó lại đẹp hơn đêm hái rất là nhiều. Thấy không? Cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là chất lượng nha. Đó, anh em thấy chưa, rất đẹp. Và anh em thấy cái độ xi bóng của nó này, độ xi bóng của nó là khỏi chê nha. Đó, độ xi bóng khỏi chê. Đó, thì rim thái cái phần này, cái đầu nó sẽ là vuông này, thấy không? Cái phần đầu này của nó sẽ là vuông nha. Đó, rim thái là vuông, lưu ý cho mình nha, rim thái nó sẽ là vuông, còn quay thái thì nó sẽ tròn nha. Rồi đây là cây rim thái nha anh em nha. Mặt phan của nó là cực kỳ là phê luôn, mặt đạp của nó này rất đẹp này, thấy không, mặt đạp rất là dày, rất đẹp nha. Đó, hàng thái cho anh em, và nước màu xi của nó rất bóng nha. Cái này là xi zin nha anh em, chứ không phải là xi lại nha. Nước xi lại là không bao giờ có cửa với nước xi zin này nha, nên thấy bóng à, rất đẹp. Đó, thì cái này nước xi zin nha anh em, lưu ý giúp mình. Rồi thì cái này là 230.000 một cây, giá cũ ngày xưa là 250. Rồi tiếp theo đây mình sẽ lấy cho anh em coi một cây của quay thái luôn. Thì cái giọng mình hôm nay là do mình đang bị đau họng anh em, cho nên là giọng nó hơi khàn, anh em thông cảm nha. Thì cây quay thái này thì cái điểm khác biệt của nó cũng sẽ có nha. Đầu tiên là cái form của rim thái và quay thái, thì cái cây quay thái là nó sẽ ngắn hơn cây đầu rim thái này, thấy không? Ngắn hơn chút này. Và cây quay thái thì nó sẽ có độ cong nó cao hơn. Đó. Và ngoài ra thì anh em sẽ thấy cây quay thái chỗ này nó chữ V này. Đây. Chỗ này sẽ có chữ V nha anh em nha. Bóng quá lấy nét không nổi luôn. Đó, chữ V này nhau nha. Đó, có chữ V ngay sau cái đuôi đạp nha. Và cái phần này đó nó sẽ thấy nó tròn này. Còn đinh thái nó sẽ vuông này. Đấy, thấy chưa? Đó, đinh thái sẽ vuông nha. Và tất cả hai cây đều xi bóng và rất đẹp. Xi bóng thôi khỏi nói rồi. Đó, cực kỳ là đẹp anh em nha. Thì một cây nhưng mà giá 230.000 một cây nha anh em nha. Đó, cây quay thái này cái mặt đạp cũng rất cực kỳ là ok luôn. Đó, rất là bóng và cái gai của nó rất là sâu nha anh em nha, chứ không phải giống như những cái gai super nha anh em nha. Cái super thì nó sẽ cạn hơn nha. Đó, rất đẹp. Thì một cây mà giá là 230 nha anh em. Bên mình thì cung cấp số lượng lớn cho anh em. Anh em nào mua trên 5 cây là có giá xỉ nữa nha. Thì báo thẳng với anh em luôn, anh em nào mua 5 cây giá 200.000 một cây. Anh em nào mua lẻ 1 cây, 2 cây giá nó là 230. Đấy, báo thẳng với anh em như vậy. Còn anh em nào mua trên 10 cây, 20 cây, 50 cây giá còn tốt hơn nữa nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều đã theo dõi video clip của Shop Trần Đạt. Hẹn anh em những video tiếp theo nha.